Mến chào quý vị đến với kênh Hello Tiền Giang. Hoa xin chúc quý vị có một ngày mới thật là vui vẻ và thật nhiều sức khỏe. Hiện tại thì Hoa đang có mặt tại ấp 3, xã Ba Sao để bà của Hoa tiếp tục cưa cái gốc cây cộng luôn. Bà của Hoa đã moi cái phần rễ lên rồi nè. Rễ quá lớn rồi. Hay quá chú Đường ơi. Cái cây này nằm sát với mái nhà. Dạ anh cho em hỏi cây còng này mình mua về để làm gì anh? Tiện lục bình. Dạ. Rồi cái phần thân lớn thì mình sẽ làm gì hả? Làm salon nữa. Dạ. Đủ thứ hết á. Dạ. Cảm ơn anh. Dạ đúng rồi. Có tẩm đó, cái nào ngay thì chú hạ lắm, cái khúc ngay còn cái cong thì cắt ngang. Đó tôi còn cột vô cái cọng dây vô cái cục gạch để trụ lên cái nạn trên. Rồi quá rồi. Vũ lại nó rớt rồi đó. Xin mời quý vị cùng theo dõi xem ba con Hoa sẽ cưa cây cọng này như thế nào nha. Cây cọng này đã mé nhánh rồi nè. Có đo nhiêu chưa Vũ? Dạ. Mình được nhiêu 200 mấy? 250. 250. 250 hay 250? 250 hay 250. Bây giờ là dính nha. Rồi trong đây này lên đây nè. Đúng ở đây coi hai đứa đúng rồi. Đó mình tôi vậy nè. Hôm nay có chú Đường với anh Thiên này đi theo phụ với ba của Hòa. Đúng rồi. Sáng giờ đào cái gốc. Chơi chơi bự nhỏ đây. Cái nhánh mà không cắt sát phần phần nhánh cây nên nó dễ bị mục cái phần nhánh. Nó lâu liền da. Quá trời cây to. Cây này nó thân nó đều ghê luôn á. Rồi cái này 14 15 thước không chú Tùng? Dạ. Bỏ gà nó dẹp không? Không sao gì là cứ đâu vậy đó. Lên chưa? Có đây trồng trang măng không á? Măng không. Không đúng. Cái này miền ngoài vô phải miền Nam. Măng mà có gà nó thầy luôn. Gà măng nữa. Gà nóng măng. Dạ. Cái bộ gà sao con? Đường cũng không đợi đó. Nè, mình sống không có anh em sao? Ba của Hoa leo lên gần tới trên đọt luôn để cưa từ từ xuống phía dưới nè. Ở bên đây là một vách nhà, bên kia cũng là vách nhà nữa. Ở dưới đường ống nước quá nhiều luôn nè.
Ôi cắm luôn xuống luôn rồi kìa, ngay đó nước ứ quá nhiều nên nó ẩm ướt, đất nó mềm lúng luôn. Chồng đứng luôn kìa, đeo đâu chồng mà chú Đường làm gì đeo khẩu trang vậy chú Đường? Bà con hoa ăn cơm mở miệng chắc là cơm nguyên nó lóng nó xuống luôn á. Máy cưa ở phần lam cưa không có giáp nên ba của hoa cưa xoay vòng tròn cho nó đừng có bị kẹt lam nữa. Thấm nước cái bên đó nè, hên vừa tới luôn. Cái phần nhánh này thì nó đang ăn luôn, và ở phần nhánh ba của hoa đang đứng rồi. Dính liền luôn á. Vậy là ba của hoa chắc là cưa cho rớt hai cái phần thân đó luôn á, hai này chắc dính với nhau chặt.
vậy? Cột cái gậy cái nó xét xuống chứ vậy? Nói gì bự lên. Cột cộng dây trên đầu kéo cái muốn đứt hay gì? Cái này là nó đang xéo vào ngay chỗ ba của Hoa đang đứng để cưa. Nên ba của Hoa đem cái sợi dây lớn lên để cột luôn. Kéo ra nó đỡ nguy hiểm hơn hay sao? Ông đại đạp đứt giò. Quay vô cây ở trên quay. Ông đồng mới cột cái sợi dây lớn lên phía bên trên này. Chắc có lẽ là đứt rồi. Nó đang kéo. Gắt gắt rồi. Quá trời mưa rồi. Cái lóng trên thì đè xuống cái nhánh dưới này. Nhánh dưới này thì ba lần mở miệng sẵn rồi. Qua kéo phụ giùm em. Đi 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 cặp cái tường á, đừng có bay đó, nguy hiểm lắm. Thôi còn đang nhắm gì á. Hơi khó. Cây bên kia nó nảy qua nó ép lưỡi nó. Cây bên kia nảy qua ép cạt lưỡi cưa rồi. Cắt nghe nha. Mạnh. Không đủ lực rồi cả nhà, ba người đó là đã kéo chưa có ngã nổi. Này nó đang xen vào nhánh bên kia quá. Có cái góc nào không cột cái công dây vô được không? Bao người. Rồi, 2 3. Đó, xuống đó. Máy cưa rút ra được rồi. Nãy giờ chắc kẹt máy cưa quá. Bây giờ bóp thêm một cái thôi là được rồi. Xuống đó. Bỏ nó tát làm hai rồi cả. Cây này là nó chen nhau thôi, nó chưa. Ba của Hòa đứng ở trên đó mà còn dư chỗ luôn. Thương hống quá bự luôn. Oh,
ra luôn cái mái nhà. Có, không có. Nó dính già. Không có. Hả? Máy cưa này làm 4 tấc rưỡi mà cưa không giáp, bà của Hoa đưa xuống đổi máy. Chắc lấy phần máy cưa có làm 6 tấc. Máy cưa làm 6 tấc. Hả? Rồi lên. Bà có hoa cột cái phần này, nó đang làm gieo vào trong mái nhà và nó bị cản cái phần thân chính ở phía bên dưới nữa. Bà có hoa cười cái nhánh luôn, cái phần thân ngoài trước rồi. Dũng là cái người mà thuê ba của Hoa cưa ở đây chứ không phải là chú Dũng. Đó tới ngày đó rồi đi. Anh Dũng này, anh đi mua cây. Dạ. Cây bự không? Ba của Hoa cắt ngay cái gù này luôn hay gì nè. Ba của Hoa cưa cái phần lóng nhỏ này không à. Ai về giờ cưa cái phần thân đó luôn. Mới vừa chuyển cái máy lớn lên. Máy Huwana 1621. Huwana 1621 có phần làm 9 tấc. Thì do gần đây có tiếng nhạc á nên Hoa xin phép giật máy nổ để lắng át tiếng nhạc. Cũng ồn ào, mong quý vị thông cảm bỏ qua cho Hoa nha. Thân lớn này ba của Hoa sẽ có mở cái miệng mà chắc cái miệng nhỏ đỡ hao cây. Thank you.
không có được nên nhờ Khoa ở phía dưới hỏi coi giùm. Nó lúng nó sắn vào bụi chuối luôn kìa. Ngay đây là tại vì đất đất có nước nên nó ẩm ướt, mềm đất lắm, dễ lúng. Trời, cái lỗi rồi. Quá trời, lỗi gần tới ngoài da luôn. Rồi vậy là ba của hai chuyển cái máy cưa xuống để cưa cái phần gốc rồi. Cái phần trên thì nghiêng qua mái nhà bên kia kìa. Ba của Hoàng đi xuống dưới thuyền lỡ mà rớt xong cái mát nữa ba. nằm tới cái đít này, cái chân nó hồng hồng xuống sao chị nói ba. Đàn bà nằm có thêm cái gối. Ủa sao bên kia bằng phẳng ba không nằm? Bên kia nắng. Này cá này phơi trên cái mái lá ở trên. Cá này là cá đồng luôn á. Cá linh, cá gì, cá dứa tùm lum hết trơn. Em đang uống thuốc. Ở đây còn nguyên con sông lớn luôn. Ở bên kia là chợ đường thép. Ba của Hoa đang cưa mở miệng cho ngã chuột tới phía trước.
của họ cắt kiếm cắt mấy miếng nem. Này lóng cây bự lắm. Như vậy để cho nó không có bị ngã ngược vào trong cái phần vách nhà. Oh.
dạt cái miếng tôn cho nó thấp xuống phía dưới một chút ạ. Cái miếng tôn nó chọt vào cái thân cây. Còn nó có bị ăn mà chưa thấy ngã. Trời, cái lóng cây bên đây nè nó dội lại miếng lên không sao, chỉ dứt nhẹ mấy miếng gạch kê lại thôi cái sàn nhà. Khoảng 4m3 là được xuông từ dưới gốc lên. Quá trời cái lỗi. Lỗi nó không bị hư luôn. Đẹp. Đáng quá. Chính tắt mặt. Mấy cái phần như vậy thì cái anh Dũng người thuê ba cuốn hoa sẽ cưa sau. Ba cuốn hoa chỉ cưa như vậy thôi. Cái lõi của cây nè. Phần lõi ra tới ngoài da luôn. Quá đẹp. Hoa cũng xin kết thúc video tại đây. Hẹn quý vị vào những video tiếp theo. Nếu thấy video này hay thì cho Hoa xin một nút like và chia sẻ. Và đừng quên để lại bình luận bên dưới để góp ý cho kênh của Hoa nha. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.